giám đốc U40 khiến MC Quyền Linh phải thốt lên: đàn ông có nhiều tiền cách mấy mà cứ như thế thì không ai yêu đâu. Mới đây, netizen lại được dịp xôn xao về một nam chính trong show Hẹn Hò với sự dẫn dắt của bộ đôi MC Quyền Linh – Ngọc Lan. Được biết, người này là Bùi Quốc Vũ, Kiên Giang, sinh năm 1986 và có công ty riêng, phân phối sản phẩm tạ em bé. Vũ cho biết ưu điểm của mình là kiên trì, siêng năng, chịu khó và nhược điểm là ngại trước đám đông và sợ gái. Người được ghép cặp với Quốc Vũ là Bùi Thị Thúy Oanh, sinh năm 1985, đang làm kế toán, có tính cách vui vẻ, cẩn thận và tận tâm với công việc. Ở phần hai bên trò chuyện, khi được Oanh hỏi quan điểm trong tình yêu, Vũ tỉnh bơ trả lời rằng không biết, vì anh tới đây, anh chưa có nghĩ tới. Vũ còn cho biết mình không hay bày tỏ tình cảm kiểu anh yêu em và trong những ngày lễ đặc biệt, anh chàng cũng rất ít khi tặng quà vì không phải là người lãng mạn. Trước những diễn biến khó đỡ này, MC Quyền Linh đã phải thốt lên. Anh nói này, đàn ông mà có nhiều tiền cách mấy đi nữa mà cứ như thế thì cũng không ai quen mình đâu. Kết quả chương trình không quá khó đoán, chỉ có Quốc Vũ nhấn nút còn Thúy Oanh thì không.